người, tôi là Hồng Phấn. Hôm nay tôi rất vui khi được hướng dẫn tất cả mọi người bài tập Body Key. Hy vọng là sau bài tập này chúng ta sẽ có một body thật là khỏe khoắn, một tinh thần thật là sảng khoái. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Động tác đầu tiên mọi người nhé, chúng ta cùng khép chân. Khép chân vào nào, sau đó khuỵu gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và động tác thứ hai. Động tác thứ hai chúng ta sẽ bước chân phải sang ngang, lắc hông sang phải, sau đó sang trái. 8 nhịp mọi người nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu động tác thứ ba nhé. Hai tay đặt lên vai, xoay vai. Hai gót chân sẽ nhúng đều, nhúng, nhúng, nhúng. Chúng ta sẽ đi 10 nhịp nha. Cùng bắt đầu nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu động tác thứ tư. Cùng bước chân phải, hai tay sang ngang, sau đó thu chân trái vào, vỗ tay. Ngược lại nào, chân trái, hai tay sang ngang, thu chân phải vào, vỗ tay. Chúng ta sẽ đi 2 lần 8, 4 nhịp mọi người nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6. 2 lần nữa nào. 1, 2, 3, 4. Ok, động tác tiếp theo chúng ta sẽ cùng đếm countdown mọi người nha. Tay chúng ta sẽ đưa lên trời, ba ngón này. 3, 2, 1. Kết hợp với chân nhảy, nhúng nè. Ok, nhúng 3 lần mọi người nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhảy 3 lần cùng nhúng tay nha. 3, 2, 1, bắt đầu nào. 3, 2, 1. Cuối cùng trong tổ hợp này chúng ta sẽ nhảy lên 6 lần, nắm tay lại. Tương tự nhảy lên 6 lần mọi người nha. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu động tác thứ 5 mọi người nha. Tay mọi người sẽ đưa sang phải, chân đưa sang phải, sau đó thu vào. Ngược lại bên trái, đưa qua bên trái, thu vào. Hai tay để lên đầu, bước chân phải lên trên, thu về. Tay giữ nguyên, bước chân trái lên, thu về. Chúng ta cùng bắt đầu nào, 2 lần 8 mọi người nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lần nữa nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, và bây giờ là động tác thứ 6. Hai chân mở ra, chúng ta sẽ đặt hình trái tim nha. Trái tim nhỏ nhỏ mọi người nha. Tấn chân đưa xuống dưới nè, đưa tim xuống dưới. Sau đó đưa qua bên phải, xuống dưới, đưa sang bên trái. Chúng ta cùng bắt đầu động tác này với 2 lần 8 mọi người nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và sau đây là động tác thứ 7. Chúng ta sẽ cùng bước chân phải sang ngang, tấn chân xuống nào, hai tay sang ngang mọi người nha. Sau đó đứng thẳng dậy, thu chân trái về, hai tay để trước ngực. Một lần nữa sang phải nào, tấn xuống, đứng thẳng lên. Sau đó sang trái 2 lần nào, tấn, thẳng nào, tấn, thẳng. Với động tác này chúng ta sẽ làm 2 lần 8 mọi người nha. Cùng nhau bắt đầu nào. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Một lần nữa nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và sau đây là động tác thứ 8. Chúng ta sẽ cùng bước chân phải, đưa tay phải về trước. Bước chân trái, đưa tay trái về trước. Sau đó co tay vào, đấm thì khuỵu chân xuống nha. Co, đấm 2 lần. Ok, động tác này chúng ta sẽ làm 4 hướng. Hướng phải, hướng về sau, hướng bên trái và hướng lên trên nha. Cùng bắt đầu nào. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4. Lần cuối cùng nào. 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 9 chúng ta sẽ cùng bước chân phải trước, bước 4 lần mọi người nha. Tại chỗ nào. 1, 2, 3, 4. Vẫn bước chân, đưa tay lên, lắc tay, vừa lắc vừa bước 4 lần nào. 1, 2, 3, 4. Sau đó cùng bước chân phải ra, nghiêng sang phải. 1, 2, sau đó nghiêng bên trái nào. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai tay nắm lại, co xuống nha. Co tay xuống nào. 1, 2, đưa thẳng tay lên trời. 3, 4, lần nữa. 5, 6, 7, 8. Cuối cùng chúng ta sẽ khép hai chân lại, hai tay xòe ra,
nhảy hướng lên trời, nhảy hướng lên trời 8 lần. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo động tác thứ 10 chúng ta sẽ cùng nhảy, nhảy lên, hai tay đưa lên trời. Cùng đếm 4 nhịp mọi người nha. 1, 2, 3, 4. Tiếp theo hai tay sẽ nắm lại để phía dưới. Cùng khuỵu chân, tay xoay đều. Hai tay xoay đều nha. Khuỵu chân 4 lần nào. 1, 2, 3, 4. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng lặp lại mọi người nhé. Lặp lại động tác một lần nữa nào. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đưa chân phải lên, dậm xuống. Tay phải đưa về sau, tương tự bên trái. Đưa chân trái lên, dậm xuống, tay trái đưa về sau. Động tác này chúng ta sẽ cùng làm một lần 8 4 nhịp mọi người nha. Bắt đầu nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 11 chúng ta sẽ cùng bước chân phải sang bên phải. Hai tay sang ngang, hướng 45 độ, khép chân vào, khép chân trái vào, vỗ tay. Tương tự bên trái, bước chân trái sang trái, hai tay sang ngang, hướng 45 độ. Sau đó quay thẳng về trước, thu chân phải vào, vỗ tay. Động tác này chúng ta sẽ cùng làm 2 lần 8 mọi người nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếp tục nào. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, động tác tiếp theo, động tác thứ 12. Chúng ta sẽ cùng nhảy ra nào. Nhảy ra, hai tay chống hông. Gót chân sẽ nhịp liên tục mọi người nha. Gót chân sẽ nhịp liên tục. Đầu sẽ nghiêng sang bên trái nào. 1, 2, 3, 4. Sau đó nghiêng sang bên phải. 1, 2, 3, 4. Sau đó hai tay chống vào hông một lần nữa. Vẫn nhịp chân 4 nhịp luôn nha. Tiếp tục hai tay đưa vào. Để hình mặt cười dưới cầm mọi người nha. Cùng nhịp chân và nhịp đầu 4 nhịp. Chúng ta cùng lặp lại động tác một lần nữa mọi người nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 13 chúng ta sẽ cùng bước chân phải sang ngang, sang ngang. Tay hướng 45 độ. Người hướng về bên trái mọi người nha. Thu về, về giữa nào. Ngược lại, bước sang trái. Người hướng về bên phải, tay thẳng. Thu về giữa. Động tác này chúng ta sẽ cùng làm một lần 8 nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 14 chúng ta sẽ cùng bước chân sang phải. Hai tay đặt lên đỉnh đầu tạo thành hình trái tim nào. Nghiêng bên phải nha. Tấn, nghiêng qua phải nào. Tấn, nghiêng qua trái. Động tác này chúng ta sẽ cùng lặp lại 2 lần 8 mọi người nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo chúng ta sẽ hạ tay xuống nào. Đặt thành hai hình trái tim nhỏ. Chúng ta sẽ cùng làm động tác tương tự. Một lần 8 4 nhịp. Tấn, nghiêng, tấn, nghiêng. Vào nhịp mọi người nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. Dừng ở đây. Chúng ta sẽ bước chân phải lên nào. Bước chân phải lên. Hai tay xoay nào. Xoay từ dưới lên nha. Xoay từ dưới lên. 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 15 và 16 chúng ta sẽ cùng lặp lại động tác thứ 7 và thứ 8 mọi người nhé. Cùng nhau bắt đầu nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếp tục nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qua phải nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 17 chúng ta sẽ cùng dậm chân phải, hai tay đặt phía dưới bên phải, xéo 45 độ mọi người nha. Cùng bước chân trái, đặt hai tay về phía bên trái ở phía dưới, sau đó ngược lại ở phía bên trên bên phải nào. Sau đó bên trái, bên trên. Động tác này chúng ta sẽ cùng lặp lại 4 lần. Dưới, dưới, trên, trên. 2 nhịp mọi người nha. Bước nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng bước y chang vậy luôn, nhưng mà bước nhanh lên, nhanh hơn mọi người nha. 2 lần. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Động tác thứ 18 chúng ta sẽ cùng để tay về bên trái nào. Cùng kéo nửa vòng tròn sang bên phải. Lặp lại 3 lần mọi người nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sẽ đặt tay về vị trí ban đầu. Hướng xuống dưới. Ok, kết hợp với chân nào. Co chân phải, dậm, tấn chân xuống, kéo hông sang bên phải. Ok, lặp lại như vậy 3 lần mọi người nha. Co chân, dậm, kéo hông sang bên phải, kết hợp với tay luyến sang bên phải. Lên nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bước về vị trí cũ, 7, 8. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bước 3 hướng về trước, sang trái và về sau, về vị trí ban đầu. 5, 6, 7, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, về vị trí ban đầu. Và ngược lại một lần nữa nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kết thúc. Động tác thứ 19, chúng ta sẽ cùng hai tay chống vào hông. Nhúng 4 lần nào. 1, 2, 3, nhịp cái gót mọi người nha, nhịp gót chân. Sau đó hai tay đặt lên miệng nào, cười thật tươi nào. Nhúng 4 lần. 1, 2, 3, 4. Nhảy vào, hai tay đặt lên vai, xoay vai nha, cùng nhúng chân luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lặp lại một lần nữa mọi người nhé. Động tác thứ 19, hai tay chống hông, nhịp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhảy vào, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 20, bước chân phải ra nào, bước hai chân rộng ra bằng vai mọi người nha. Hai tay để về phía trước, thẳng tay, tấn nào, kéo tay vào, co chân trái lên, đá về sau, tấn, thẳng tay ra, co chân phải lên, đá về sau. Tương tự, thẳng, kéo, thẳng, kéo. Động tác này chúng ta sẽ cùng làm 2 lần 8. Cùng bắt đầu nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai tay cùng nắm lại. Tay phải đưa lên trên, khuỷu chân 2 lần nào. 1, 2. Tay trái đưa phía dưới, khuỷu chân 2 lần. 3, 4. Tay phải đưa vào trong, tay trái đưa ra ngoài. Kéo ra, xéo vào. Kéo ra, xéo vào 2 lần mọi người nhé. Tương tự, bên phải cũng 2 lần. Kéo ra, xéo vào. Kéo ra, xéo vào. Kết hợp với chân khuỷu 2 lần nào. Kéo, lên. Kéo, lên. Kéo, lên. Kéo, lên. Chúng ta cùng bắt đầu lại động tác 20 mọi người nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Một lần nữa. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 21. Động tác cuối cùng trong bài chúng ta sẽ cùng nhảy ra nào. Hai tay sang ngang, hai chân rộng bằng vai, lòng bàn tay hướng lên trời. Nhảy vào, vỗ tay, hai chân khép. Động tác này chúng ta sẽ cùng làm 2 lần 8 mọi người nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Để kết thúc bài chúng ta sẽ cùng nhảy hai chân ra. Chân rộng bằng vai, tay hướng chữ V. Hai tay cùng lắc nào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhảy lại toàn bộ bài với nhạc mọi người nhé. Các bạn ơi, hãy cùng nhau đứng dậy để khởi động cho một ngày mới tràn đầy năng lượng. Nhiều niềm vui đang đón chờ, cùng nhún nhảy theo điệu nhạc. Các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Vỗ tay lớn lên nào các bạn ơi. Hãy để Body Key đưa bạn vào thế giới âm nhạc và vũ điệu. Nào, cùng nhau đếm ngược. 3, 2, 1. Are you ready? Dễ mà vui, cùng Body Key làm chủ bóc dáng mới. Kết hợp khoa học công nghệ giá trị Body Key mang tới. Bản thân thay đổi tích cực, cùng 6 yếu tố điều chỉnh tôi. Thêm tự tin vì hôm nay tôi đã có được Body Key. Quản lý cân nặng, toàn diện, cá nhân hóa. Body Key luôn bên bạn, cùng tinh thần lạc quan. Dùng sản phẩm hôm nay để thấy sự kỳ diệu. Sức khỏe như đôi mươi, cùng Body Key cười thật tươi. Các bạn ơi, hãy giơ cánh tay của bạn lên. Hãy đung đưa đôi chân của các bạn. Hãy cho thấy năng lượng, sức mạnh, sự tự tin và quyết tâm làm chủ vóc dáng của các bạn. Nào, hãy nhảy cùng tôi. Đưa tay lên trên trời, nhún nhảy theo những điệu nhạc.
chẳng còn xa. 1, 2 và 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2 và 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Nghiêng cổ sang bên trái rồi lại quay ngay bên phải. Hai tay đặt lên hông cùng nụ cười thật tươi. 1, 2 và 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2 và 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Trái tim của bạn đang bùng cháy. Hãy quên đi lo âu hàng ngày. Năng lượng tích cực trong tầm tay. Full body khi ngay lúc này. Lan tỏa tình yêu đến mọi người. Niềm tin chinh phục một dáng mới. Thử thách dẫu khó cười thật tươi. Cùng body khi không chờ đợi. Dễ mà vui. Cùng body khi làm chủ vóc dáng mới. Dễ mà vui. Cùng body khi làm chủ vóc dáng mới. Làm chủ vóc dáng mới. Unlock a new you. Làm chủ vóc dáng mới. Let's day. Hai tay đưa lên hông một nụ cười thật rạng rỡ. Lắc lư đôi vai mình một sức khỏe trong mơ. 1, 2 và 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2 và 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Một ngày lại mới đến thân hình dẻo dai khi eo thon thật là dễ vì đã có body key.